Các bác ơi, có thưởng duy nhất vào ngày mai, nếu mà em bán được hơn 10 con xe ở khu vực trên đây thì em sẽ tặng cho mình một con xe nhá. Nếu mà bán được hết hơn 10 con xe ở phía sau em đây trong ngày mai, trong một ngày duy nhất là ngày mai, thì kiểu gì các bác cũng sẽ nhận được một con xe duy nhất của bên em nhá. Ở đây các bác như này, đây em sẽ đi báo giá cho mình những chiếc xe đây nhá. Những chiếc xe này là những chiếc xe mà bên em sẽ muốn bán trong ngày mai. Các bác làm cách nào thì làm mà để bán hết được số lượng xe là hơn chục con ở phía trên này trong ngày mai, thì những người mua xe đó có một cái phiếu bốc thăm trúng thưởng để trúng một chiếc xe ô tô nữa của bên em. Đồng thời các bác mình cầm về là hai con xe đúng không ạ? Đấy, chỉ được một người cầm về hai con xe thôi nhá. Còn thì em sẽ làm bốc thăm mà, đúng không ạ? Chúng vào ai thì được người đấy các bác nhá. Ra nhanh loạt xe phía trên này nhá. Đây là con Cerato AT, giá là 398 triệu. Và đây là con Cross AT nhá, bản V, bản cao cấp và đang có giá là 720 triệu. Và đây là con Eco Sport bản Titanium đấy, AT. Và con này đang có giá là hơn 300 triệu, 345 triệu các bác nhá. Và đây là con Cerato 2019 AT 2.0, con này đang có giá là tầm khoảng 500 triệu. Bác nào muốn vớt bao nhiêu, bác nào muốn lùi bao nhiêu, các bác mình trả giá bao nhiêu thì các bác mình cứ bảo em nhá. Đấy, giá còn bớt sâu, bớt nhiều, thậm chí bớt đến cả là vài chục triệu một con, thậm chí bớt lên đến cả là 100 triệu một con luôn các bác nhá. Và đây là con CRV 2016 2.45 chỗ, xe còn rất mới các bác nhá. Đấy, con này thì đang để cho mình là hơn 500 các bác nhá, 570 triệu nhá. Và đây còn Cruise 2015 form mới số tự động. Đấy, các bác mình xem này, con này rất đẹp nhá. Và con này là một chủ từ đầu đang chào bán cho mình là 290 triệu nhá. Và đây là con Sorento 2012 số tự động. Đấy, vâng, con này bản đủ nhá. Và con này đang để cho mình là 370 triệu vẫn còn hồi nhá. Và con này là con Vios đời 2019. Đấy, bản E giá đang chào bán cho mình là hơn 300 triệu nhá, 350 triệu vẫn còn hồi, vẫn còn bớt sâu cho mình nhá. Và đây là con xe BMW X6 2008 đăng ký 2009, xe này vẫn còn zin nhá. Máy số keo chỉ zin, xe còn cực mới luôn. Đấy, và con X6 này đang để cho mình là 420 triệu nhá. Dạ vâng, bác nào muốn bớt bao nhiêu bảo em sẽ tính toán và em sẽ giảm sâu sâu cho mình để mình dễ vào việc nhá. Toàn xe đẹp, toàn xe ok thôi. Đấy, những chiếc xe lỗi thì em sẽ báo cho mình là lỗi, còn những chiếc xe mà đời cao lắm tiền như này là không có lỗi các bác nhá. Những con xe mà lỗi thì là những con xe mà kiểu vài chục triệu đấy ạ. Vâng, ok, đây là con Sorento 2013 số tự động. Đấy, và đang có giá cho mình là 370 triệu các bác nhá. Đấy, dạ vâng. Và tiếp theo đây là một con xe Santa Fe 2016 bản đủ phun xăng. Đấy, 7 chỗ nhập khẩu, và con này đang để cho mình là 650 triệu nhá, 650 triệu và còn lùi bớt, còn giảm sâu cho mình luôn các bác nhá. Đấy, giảm thoải mái luôn cho mình khi mình vào việc nhá. Còn rất là nhiều xe khác nữa, hiện tại bên em đang có cả 100 xe nhá, rất nhiều xe. Đấy, đang có khách chốt con xe bên ngoài kia các bác kìa. Đấy, con Mazda 3 đấy, đang chốt ở ngoài kia rồi. Đấy, vâng, khách hàng đến đang xem rồi, đang bàn giá rồi. Còn đây là con xe thao hai cánh cửa nhập khẩu, con này đang để cho mình là 340 triệu vẫn còn lùi sâu luôn nhá. Đấy, ai muốn bớt bao nhiêu thì cứ bớt nhá. Ai muốn bớt bao nhiêu thì cứ bớt cho em, bớt hộ em cái. Vâng, bớt để vào việc cơ mà đúng không ạ? Rồi ok, và đây là con xe Mẹc C200 2019 số tự động và chạy được có hơn 4 vạn, lốp theo xe vẫn còn zin, vẫn còn dày cả da luôn. Và con này đang để cho mình với cái mức tiền là hơn 800 nhá. Bác nào muốn mua con xe này với mức giá đẹp thì cứ vui lòng gọi điện cho em nhá. Và trong kênh của em lấy số của em để em sẽ chốt cho mình với giá tốt nhất và việc cho mình nhanh nhất các bác nhá. Với anh em có ship xe nhá. Rồi ok các bác mình, bên em còn rất nhiều xe khác nữa, em sẽ làm video khác gửi đến cho toàn thể các bác mình sau. Và video này thì em báo cho mình một số những chiếc xe trên đây thôi. Ok các bác. 14 con xe ở phía sau này, nhưng mà sẽ bán là 13 con, còn để lại một con để tặng cho người nào may mắn trúng thưởng, bốc thăm trúng thưởng được đấy ạ. Dạ vâng, thì các bác mình em sẽ tạo được nhanh tay dinh ngay quà lớn nha.